chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình cho những con ốc mình ăn nè các bạn. Mình cho các con ốc sên mình ăn nha. Và đầu tiên hết đó, là mình dùng một cái mâm. Mình cái mâm này mình có để mấy cái miếng cà chua ngay giữa đó các bạn. Đặng mình tạo cho nó bu quanh, nó xoay quanh lại. Tại vì là mình cho nó ăn nhiều loại lắm các bạn ơi. Tí xíu nữa mình sẽ cho nó ăn nào là cơm nguội nè, nào là cà chua nè, nào là rau quả nè. Thì trước tiên nhất là mình dùng cái miếng cà chua này nè, mình để mình cho nó ăn, đặng cho nó bu lại. Thì là mình dùng cái động tác là mình sắp nó xanh quanh, là mình úp nó xuống nè các bạn. Là mình úp nó xuống. Rồi bắt đầu là mình chờ một tí nữa cho nó bò nó lú những cái mày của con ốc này, chẳng hạn như con này nè các bạn. Là nó lú ra rồi bắt đầu mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Bởi vì là con ốc này nó khi nó lú ra nó lâu lắm các bạn ơi. Rồi thành ra là mình chờ cho nó lú nó bò ra, rồi mình cho nó ăn các loại, các thứ, rồi cho các bạn xem cho vui vẻ nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ trở lại với màn hình nha các bạn. Đây lúc này thì mấy con ốc nó sẽ bò nó đi kiếm ăn rồi nè các bạn. Đó. Mình chờ nó khoảng cái chừng là 30 phút nha các bạn. Bởi vì nó lâu quá thành ra mình mới chờ cho nó bò ra, rồi bắt đầu mình mới tiếp tục, mình sẽ quay lại cho các bạn xem cho vui. Đây nè, nó bò ra nè. Nhưng mà con ốc này là người ta gọi là con ốc sên, hoặc là có vùng miền người ta gọi là con ốc ma nha các bạn. Thì bởi vì là cái người ta gọi cái con ốc ma đó, bởi vì là cái ban ngày nó ít cái xuất hiện lắm các bạn ơi, vào cái ánh sáng ít xuất hiện. Các bạn mà muốn cho nó nhanh thò cái mày ra ngoài đó, là các bạn sẽ để nó trong mấy cái bóng mà hơi bóng tối á các bạn. Cái bóng tối thì nó sẽ nhanh bò ra lắm. Nhưng mà điều một đặc biệt nữa đó là nó không có ở dưới nước nha các bạn. Nó ở cái môi trường ẩm vậy thôi, chứ nó cái nước nó không có ở. Cái nước nó không có thò cái mày ra, nó thụt vô hết trơn. Mình có mấy cái video đó, mình làm mấy cái đợt trước đó. Các bạn có muốn xem á, các bạn vô các bạn xem. Bây giờ là trước tiên nhất mình cho nó ăn mấy cái cơm nguội đồ nè các bạn. Đây nè, mình cứ gãi nó vô. Mình gãi nó vô cho nó ăn bình thường thôi các bạn ơi. Cái loại này nó ăn tạp lắm nha các bạn. Các bạn biết sao mà nó thích ăn cơm nguội không? Mình phát hiện nó, bởi vì cái lần đầu tiên ở trên á, mình cái lúc mà trước lúc mình phát hiện nó ăn cái cơm này nè, là ở ngoài sân vườn của mình đó, mình có nuôi chó các bạn, mình có nuôi con chó đó. Cái mình hay cho cái con chó của mình nó ăn á. Rồi bắt đầu cái con chó của mình nó ăn không hết á. Là mỗi lần á mình đi ra sân á vào cái buổi mà khoảng cái chừng 20 giờ tối á. Hoặc tối hơn nữa là nó lại trong cái chén cơm này nó ăn hết trơn rồi các bạn ơi. Bởi vậy mình mới phát hiện là nó sẽ ăn tạp và nó ăn luôn cái cơm nguội luôn. Bởi vì thành ra là mình mới nuôi nó, mình hay cho nó ăn cơm nguội hoài à. Mình nuôi nó mình không có phải cái mục đích mình thương mại kinh tế gì nha các bạn. Mình nuôi nó để mình làm video. Lâu lâu cái bắt đầu cái mình sẽ lấy ra mình quay cho các bạn xem cho vui. Các bạn xem video các bạn thấy vui á, các bạn nhớ cho mình xin một like và một nút subscribe để kênh mình nhanh phát triển nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Đây nè, nó bò nè các bạn. Đây để mình quay cận cảnh nó xuống. Mình quay cận cảnh đó. Nè. Để mình lấy một cái miếng cà chua nó mình đút cho nó nha các bạn. Để mình tìm cái con nào nó đang há họng. Đây, con này nè. Nè, con này nè. Bởi vì mình quay một tay mình cầm, thành ra là một tay mình cầm cái miếng mồi nữa, thành ra nó cũng hơi, cái màn hình nó hơi rung rung tí á, các bạn thông cảm cho mình nhé. Nói chung ra cái con ốc này ở Việt Nam của mình nó nhiều lắm các bạn ơi, nhưng mà so với những cái đất nước khác của các bạn á, ví dụ như Thái Lan, Indo nè, hoặc là India các bạn, mình có một số video mình thấy ở đất nước đó mấy các bạn nó xem nhiều lắm các bạn ơi. Rồi thành ra mình thấy các bạn đó xem nhiều đó, rồi thành ra mình cũng muốn làm cái video này nè, cho các bạn đó nó đầy đủ hơn, đầy đủ và đa dạng hơn cho các bạn, nhằm phục vụ cho các bạn xem
để giải trí cho vui. Đây này, nó đưa cái gâu nó ra nè các bạn, một tí xíu nữa là bắt đầu mình có một cái đoạn là mình tua nó và mình lồng nhạc nó vô luôn nha các bạn. Bởi vì cái con ốc này nè, nó di chuyển nó chậm chạp lắm, rồi thành ra là mình quay nó như quầy nè, cái mình thấy nó cái động tác nó di chuyển rất là chậm, rồi thành ra mình mới tua cái video của nó, mình tua cho cái tốc độ nó lên nó hơi nhanh tí, đặng nhằm phục vụ cho mình xem cho nó bắt mắt các bạn ơi. Riêng nữa là mình cũng nói về các bạn luôn nữa, đó là cái theo mình tìm hiểu được đó là cái con ốc này nè, nó không có cái con mắt nha các bạn, cái hoàn toàn cũng như là theo mình hiểu là nó vừa câm vừa điếc luôn, nói chung là câm điếc. Nhưng mà họ có một cái khứu giác của họ nó bắt hơi, là thứ nhất là gió nó, cái đầu tiên chắc là cái gió bắt đầu là cái hơi nước hắt đó, là bắt đầu là nó sẽ tìm nguồn thức ăn của nó là bằng cái cách đó đó các bạn. Mình kê cái chiếc mâm của mình nó cao lên là mình nhằm mình không có để cho nó bò xuống với cái bàn đó các bạn. Nè mình kê lên nè các bạn thấy không? Đó. Đây là tiếp tục cái mình cho nó ăn cái đậu đũa, cái bông xô đũa nè các bạn. Cái mình cầm như vậy nè. Mình đỡ lên. Mình đỡ lên cho một hồi cái nó ngậm vô luôn nè. Một hồi là nó mê vô thấy mình dở lên luôn cũng được luôn đó các bạn. Các bạn cho nó ăn bột ngũ cốc cũng được nữa, nó thích ăn bột ngũ cốc, mà đặc biệt có một cái là đừng có cay mặn thôi, hoặc là dôi. Cái đó là cái điều đương nhiên rồi nhé các bạn. Cái vôi mặn hoặc là cái muối của mình, hoặc những cái chất liệu mà có nồng độ ớt ở trong đó, là nó hoàn toàn là nó sẽ không có ăn. Nó mê cái tê đến nỗi mà rớt xuống rồi mà nó còn ấy nữa nè các bạn. Đây là mình tiếp tục lại mình dở cái con này lên lại nữa nè các bạn. Hai ba con này nó ăn nó đeo cứng luôn nè các bạn. Đây nè, nè đó nó mê tới như vậy đó. Trên video nó có thiếu sót á, có thiếu sót một cái điều chi á các bạn nhớ, các bạn thông cảm nha. Bởi vì mình làm video á, mình đạt được 100% vừa lòng các khán giả đâu cũng hơi khó khăn lắm các bạn ơi. Nhiều khi là nó có điều chi sơ sót á, mong các bạn thông cảm. Với quả lại mình cũng hay nhắc cái tình trạng mà mình làm video, mình hay nói lặp đi lặp lại trên những cái video trước của mình đó, là mình làm video là mình quay những cái cảnh mà thực tế và video chính của mình luôn. Thì bởi vậy mình khi mình suy nghĩ được điều gì á là mình nói tiếp theo điều này, thì thành ra có khi cũng nói hơi lắp bắp. Mong các bạn thông cảm nha. Nhưng mình có đút cho nó ăn nè, có mình có kêu con của mình đút cho nó nè. Rồi bắt đầu sau đây là cái phần của mình tua video nha các bạn. Mình làm cho những cái con ốc này nè, nó sẽ bò và nó di chuyển nó nhanh hơn, đặng nhằm cho các bạn xem cho nó bắt mắt hơn. Thank you.
Tí xíu nữa nó bò lên tới trên, bò dài 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 từ dưới này lên tới trên ta, trên cổ mình luôn á. Nó đeo bám cứng lắm các bạn, đây nè, vậy đó, không rớt. Các bạn xem cho vui vẻ nha các bạn. Các bạn muốn cho nó bò lên tay nó cũng dễ thôi các bạn ơi. Thứ nhất là các bạn chờ cho nó bò sẵn rồi, rồi các bạn lòn cái tay nhẹ vô rồi bắt đầu cái để cho nó tự nó bò lên. Còn cái trường hợp thứ hai nữa đó là các bạn cứ cầm nó trên tay, các bạn không có nhúc nhích gì hết thì một hồi nó cũng tự động là nó sẽ bò như mình là các bạn. Đây giống như nó massage các bạn. Mình để nó trong chỗ mấy cái vùng da mà nó nhẹ, nó mỏng, nó giống như là nó nhạy cảm, là nó bò nhột nhột, ý là trên tay của mình cái vùng này ở đây nữa còn nhột nhột cái tay mình là các bạn. Đây. Buông ra luôn nè các bạn. Buông ra luôn. Mình cho con chó mình ăn cơm á, là bắt đầu là quay ngang rồi con chó mình ăn còn một mớ cơm còn lại đó là quay ngang, bắt đầu là nó bò vô nó ăn hết trơn nè, con ốc này nè. Bởi vì mình mới biết là nó ăn cơm nguội luôn các bạn ơi. Bởi vì mình nuôi nó lâu lâu rồi bắt đầu cái mình lấy nó ra mình quay video, mình làm video cho các bạn xem nhằm trải nghiệm cho vui các bạn ơi. Trời ơi, hít một cái bọc luôn. Nó hít một cái bọc luôn, nó hít đó các bạn. Đây nè, chân chỗ này nó hít nè. Rồi cái móng tay của mình cào trúng cái nó quéo lại. Đây nè các bạn, để mình lặp lại cái động tác mà mình cho nó bò lên tay mình nha. Đây nè, đầu tiên cái chân mình để nó lên nha. Mình để nhẹ nó lên vậy tí xíu nữa xem nó sẽ bò lên nè. Để mình lấy nét lại, lấy nét giùm. Để mình lấy nét lại. Đó. Tí xíu nữa là nó bò lên rồi các bạn ơi. Bởi vì mình cầm một tay nó hơi rung, thành ra cái động tác mình làm nó cũng hơi khó. Lấy nét. Lấy nét xuống cái nhìn nó rõ lên nè các bạn. Hai cái râu của nó đưa lên trên đó, mấy cái đó là nó không phải cái con mắt nó đâu nha các bạn. Nó không phải con mắt của nó, mà mấy cái đó là nó tìm đến cũng như là mấy cái nguồn thức ăn của nó đó. Giống như là cái khứu giác của nó đó các bạn ơi. Rồi, đây nè, nó bò lên tay mình lại lần nữa đó các bạn. Đó. Dễ thôi. Đây nè, sang ngang bắt đầu mình sẽ cho nó bò chung với mấy con này nha. Mấy con ốc này tới cái mùa mà nó cái đực nó yêu nhau ghê lắm nha các bạn. Nó cười, nó yêu còn hơn con người mình đó. Lấy nét xuống. Mỗi lần mà nó yêu, nó quấn với nhau, hai cái mày nó quấn miết nhau, nó còn lãng mạn hơn con người mình đó. Đây, để mình thả nó xuống các bạn. Rồi, đến đây mình xin tạm dừng video tại đây nha các bạn. Mình xin chúc tất cả các bạn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc bên người thân.
Rồi mình xin hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo, vào 18:30 cách nhau 3 ngày nha các bạn. Cách khoảng nhau giữa video mình tải lên và cách sau đó là 3 ngày, vào 18:30. Các bạn xem video á, các bạn thấy làm thích thú, thấy vui á, các bạn nhớ cho mình xin một like và một cái nút subscribe nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Rồi xin chào, bye nha các bạn.